Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh HTV7 từ 19 giờ tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ siêu quẹ tí hon, 19 giờ 35 phút mưa sao của bé, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 40 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ 20 phút bước chân khám phá xê san ánh sáng nơi quan giả, tập 14 dân làng hồ. 21 giờ 30 phút cười chúc chơi, 21 giờ 40 phút phim truyện Việt Nam truy tìm dấu vết tập 4. 22 giờ 40 phút tin trong nước, 23 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc đề hình quan đại tống tập 34. 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới bản tin thể thao 365. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày Chủ nhật 9 tháng 11 gồm có những tiết mục sau. 0 giờ 15 phút sân khấu về khuya kịch Chuyện tình chàng Lâm. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Nhịp đập trái tim tập 22. 3 giờ 20 phút thế giới giải trí. 3 giờ 35 phút giai điệu bốn phương. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình.